Xin chào quý các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phần các phím tăng giảm âm lượng trên LG F180 được tách biệt ra khỏi bảng main của máy. Đó. Cũng giống như là các cái linh kiện khác trên LG F180 thì phần phím nguồn, các bật nguồn, các điều chỉnh âm lượng trên LG F180 đều có sẵn tại Di động Cao cấp .vn, phụ quá trình thay mới, sửa chữa nhanh, chính xác vì các bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới phím nguồn, sửa lỗi hỏng phím nguồn, phím âm lượng trên LG F180, thì các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên từ Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.